Chào Sai Long, rất vui được gặp bạn quay trở lại Việt Nam lần này thì bạn có cảm xúc như thế nào? Bạn cay xin ạ. Rất là vui vẻ. Và tới Việt Nam tham dự giải đấu quy mô lớn AOE Việt Trung 2017, bạn có cảm giác gì sau khi các đội tuyển Việt Nam đang càng ngày càng trưởng thành hơn, lối chơi cũng hoàn thiện hơn? Và mục tiêu cá nhân của bạn tại giải đấu lần này là gì? Mục tiêu của anh ấy là anh sẽ cố gắng vô địch tất cả mọi giải, nhưng mà ít nhất sẽ phải vô địch một giải nào đó. Và chúc anh sẽ có phong độ tốt nhất để đạt kết quả cao trong giải Việt Trung. Bạn có thể nói một câu tiếng Việt gửi tới người hâm mộ Việt Nam được không? Xin chào Việt Nam.